Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bên Quy Thành. Ông ơi, không làm thì ăn gì? Không làm thì ăn đất. Đúng, chính là cảm đất mà ăn các bạn ạ. Đây, anh mời em vì em suốt ngày không chịu làm video cho ông ăn đất các bạn ạ. Và trong video ngày hôm nay, mình cũng sẽ chơi một tựa game cũng chúng ta sẽ là ăn tất cả mọi thứ như không. Chỉ là ăn đất thôi các bạn ạ, không ăn tất cả mọi thứ đâu. Sao em lại ăn đất, em thích uống trà sữa cơ. Không, game này chỉ cho ăn đất thôi. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để biết xem quảng cáo nha. Còn bây giờ đi xem được lại và ốc ăn đất. Chịu luôn. Tựa game này có tên là In The World. Ăn tất cả đất, ăn cả thế giới, ăn cả trái đất. Thế để em vào cùng Bê Quy Thành nha. Đấy, đỉnh cao không hề tào lao chính là Bê Quy Thành sở hữu một cái thân hình quá là bé nhỏ hình như. Yeah, đỉnh cao chính là ốc mới là đúng. Ốc đạn ngốc các bạn ạ. Và bên dưới kia có rất nhiều người to khổng lồ. Chắc là do các bạn ấy ăn nhiều đất đấy không ạ? Ôi, em vừa như kiểu hình như em vừa bốc đất này em ạ. Ui, có bạn còn bốc cả cầu trượt để ăn rồi Bê Quy Thành ơi. Mấy bạn kia to quá, bây giờ mình cũng bốc đất bạn. Ôi trời ơi. Các bạn ơi, anh ăn đất này, nhom. Ăn đi ông ơi. Ăn đất cả... kiểu gì? Bốc lên, em bốc ở đâu? Bốc lên hả? Em không xuống dưới này, em đứng trên đấy làm gì? À, em tưởng bốc được cái tháp này để ăn. Đây, em bốc đây. Ăn wow, thế bây giờ ăn kiểu gì? Bấm chuột để mà ăn thôi. Eo. Ăn để tăng ngực kích thước các bạn ạ. Bớ người ta bốc ông bốc đất ăn. Ôi trời ơi. Eo ơi, có những lúc bốc phải không khí Bê Quy Thành ạ. Nhìn anh như này, anh to hơn em rồi. Em bé đâu? Tí, nhìn đi không? Đâu? Anh to hơn em rồi mà. Nhờ anh to thật. Sao anh là 86, 89 rồi, em bao nhiêu? Mới có 40. Nhìn thế anh mới bằng nửa anh thôi. Để từ từ anh ra bốc cái này ăn rồi. Nhấn để bán. Bán để được cái gì? Ủa sao bắt mình bán làm chi? Bạn có thể nâng cấp cái này, mua kích thước tối đa tức thì. Úi dồi, 140 phát mình to nhất luôn. Kích thước tối đa nó ném anh, Ai sao để, ném? Làm sao để ném được? Rồi mình có 100 vàng. 100 vàng mình có thể mua đồ. Thằng kia mặt đều quá. Bên Thành đứng ở đâu nó bốc đất ở chỗ đấy lên. Cái gì ấy? Chưa chuẩn bị xong đem vào trận à? Hỏng rồi. Mình tụt xuống dưới rồi. Em còn đang ăn dở mà. Ơi, anh đang ở đâu đây? Em không biết nữa, em còn đang ở đâu ấy. Anh có ăn được cây cột đèn hay không? Anh ăn ấy. Chúng ta được chuyển bản đồ mới sao ấy. Vẫn ăn đi, ăn để trở nên to hơn. Có chứ, em đang ăn đây. Ui, bên Thành bốc cả cầu thang ăn luôn. Thảo thật. Cầu thang ra. Thấy to đấy. Thằng nào? Đã ui, thằng đấy vẫn to tối từ đâu ra. Mà. Ủa? Mình nhận được cái khối vàng kia mình để làm gì nhỉ? Mình có thể nâng cấp kích thước tối đa. Ok, nâng cấp kích thước tối đa. Nãy mình không biết các bạn ạ. Ok rồi, bây giờ mình ăn mình sẽ to hơn. Mình sẽ thật là chăm chỉ để ăn. Ăn đất đi. Hả? Chưa bao giờ thấy có người nào mà chăm chỉ ăn đất như ốc cả. Và bên mình hành luôn. Tựa game cho những bạn nào mà muốn làm mà không muốn làm mà muốn có ăn đấy, ăn đất. Đây rồi. Ôi, thằng kia nó to nó bốc sập cả cầu. Ui em ăn cầu thang. Trò chơi ăn tất cả những người bé hơn đấy. Đừng ăn em mà. Và hút tự động hút tiền các bạn ạ. Mua hết cái này luôn các bạn ơi. Các bạn nhớ xem quảng cáo video cho anh nhé, để anh có Robux để mua thật nhiều vật phẩm cho các bạn xem luôn đấy. Rồi ok, bây giờ là đi tìm người bé hơn. Có ốc bé kìa. Từ từ. Bạn kia to hơn mình không nhỉ? Thằng này bốc cả tường ăn luôn. Không được rồi các bạn ạ. Này để xem nào, vào chỗ Robux chúng ta mua gói tiền này. Chúng ta có 150.000 này. Ok, mua cái này đi. Mình phải to hơn một xíu để mình ăn được mọi người các bạn ạ. Ok. Mua để làm gì đấy? Nâng cấp cái này. Nâng cấp kích thước đúng không? Cấp 6 rồi, cấp 8, cấp 9, cấp 10 luôn. Tốc độ đi bộ cấp 21. Ok. Đấy rồi. Đợi một xíu đại ca to, đại ca sẽ ăn hết mọi người. Ăn đi các bạn ơi, thời tới rồi. Các bạn nhớ xem quảng cáo Via Chai Vinh Thành nhá. Đấy, anh vừa mua mấy vật phẩm. Đại ca ốc cũng đang ăn đây. Đây, bạn này không biết có bé hơn mình không? Ôi, anh ăn cái kia đến bao giờ? Sao anh ăn lâu ấy nhỉ? Đúng rồi. Từ từ xem ăn được bạn này không? Đây, bạn này bé này. Sao bảo ăn được thằng bé hơn? Chị đang ngồi. Sao em?
lừa rồi. Ông ra cho anh test thử nào. Đâu xem ăn được không? Đâu đâu đâu. Đây 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 đây. Đâu 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 đâu. Ok ok. Em đứng yên đấy để anh ăn thịt em nào. Anh to thật. Ôi giời ơi. Mày quyết định tóm cổ mình luôn à? Bực thật đấy. Mình đã hy sinh cho video của Bê Quy Thành đấy các bạn ạ. Đấy bây giờ mình trở thành bé tí này. Ok không sao ông ơi. Anh em cứ cho anh to đi. Anh sẽ ăn hết mấy đứa bé hơn. Đúng rồi. Ok em. Anh sẽ đi đứa nào mà em cứ ăn khu đấy thì anh bảo kê cho em. Đúng rồi, đúng rồi. Gặp đây, ăn đây, đây. Anh xong về. Ăn đứa kia đi. Rồi. To chưa? Anh to lắm rồi đây. Đây, anh nói đi, anh nói là anh kiểu gì cũng to kiểu, hơn. Kiểu còn đứa bé hơn kiểu kìa đang trốn trốn ở giữa tòa nhà thì anh ăn thịt nó. Ăn đi, đừng ăn thịt nó, à nhờ, ăn thì nó đừng ăn đất nữa, mất thời gian bốc đất quá. Cô tôi, cô tôi. Yeah, cười. Bé tí này giỏi ghê. Ta là bá chủ ở đây. Ta ăn cả tòa nhà ra được không? Ăn được. À, bốc cả tòa nhà ra ăn, ghê vui phết các bạn ạ. Ô, từ từ đã, cho em đi. Đây, nó lại đến rồi, Bé Quy Thành ơi, ăn nó đi. Cho dí nó ăn nó tiếp không, đi. Ông ơi, cho nó ăn thêm một tí đi ốc. À, để cho để nó to, đâu anh ăn thịt nó mới bỏ. Đây rồi, thằng này biết to không? Thằng này to ngang anh không? To ngang anh không, để anh ăn thử xem ăn được không? Ừ. Đại ca đấy. Anh đi, anh đi, anh đi, anh đi. Ok chưa? Ta là bang chủ ở đây, bây giờ anh ở đây to nhất rồi. Mấy đứa vào. Tổ vãi, tổ vãi, mới đưa biết tí. Bây giờ bán chủ to quá. Anh có bán lấy tiền đâu, nếu không anh bé lại đấy. Từ vào. Nếu không anh ăn cũng vô ích thôi. Nâng cấp. Ok. Nâng tiếp đi. Đầy tiền. Ờ đây, nâng cấp được luôn này. Thôi. Rồi nâng cấp. Ờ đây, ăn tiếp, ăn tiếp. Ok. Mày đứa kia bé. Lúc mình không biết, mình bấm vào nâng cấp kiểu kia thì mình sẽ bị mất hết. Tò vãi. Mà... Ô thằng này nó ném đất với em anh ạ. Đâu thằng nào ném em? Thằng đấy, cái thằng của đây anh ăn nó đang ném đất với em đây này. Đâu thằng đến đây để anh nói được, ăn nó đi. Thằng này ném đất với em, Bê Thành ơi. Đâu. Nó okay. Ném đất nửa cây máu rồi. Rồi thôi. Kìa thằng Mayo kìa. Cái này ném kiểu gì nhỉ? Ông bị ném không? Ném cái gì ăn đi. Đâu thằng nào? Thằng Mayo, đứng sang sau lưng anh á. Nó yếu với anh quá. Đấy Mayo, ăn nó đi, đấy cũng phải nó. Nhầm rồi, thằng nào? Kia, thằng dưới chân ấy. Đây này, thằng hủy diệt bốc phải đất à, rồi thằng... Đồ ăn hại. Rồi anh bé tí lại cho nó vui chứ không anh to quá mọi người. Nó đi ăn chả kìa. Ác quá. Ôi dồi ôi. Mày ơi, bay vào thế giới mà. Ok, em sẽ nói ném em. Bốc nó lên ăn luôn đi, nó ném em sắp chết rồi đây này. Đâu thích bắt nạt ốc không? Ờ xong ăn được nó ta. Ờ đợi tí anh to thêm một tí nữa anh ăn cho nó ngon. Đâu nó đâu, nó đâu, thằng ném em đâu, thằng ném em đấy à đấy. Nó đuổi ốc ném ạ. À. thích mẹ ăn đấy. Chịu này anh bắt đồ cho em. Dám ném đất vào Bê Quy Thành và ốc à? Bê Quy Thành và ốc và bá chủ nơi này luôn. Đây ăn thằng này được chưa ta? Ăn luôn thằng đấy đi. Ăn thằng Mario kìa, cái thằng đang đào một cái đang đào hố này, ăn nó đi Bê Quy Thành. Sao anh ném vào đầu em? Đâu anh muốn thử. Đâu thằng nào? Có nhiều đứa ném em lắm Bê Quy Thành ạ. Ok em ơi. Anh sẽ bảo kê em mà nè. Đúng rồi. Em hết Robux rồi, nếu không em cũng mua ăn hết luôn. À, nhổ dạ. Cây lên thích, ăn luôn nè. Thích ném không? Thích ném không? Thích ném không? Không ạ. Thích ném không? Ném ra ngoài thế giới. À không ăn nó mà quăng đi. Quăng nó đi. Ném ra ngoài thế giới. Tha đấy nha. Ném anh là anh ăn đấy. Anh tha nó đấy, anh định ném nó nhỉ? Nhưng mà thôi tha nó các bạn ạ. Ác quá. Bọn nó bảo Bê Quy Thành. Ác quá. Bá cháy đây này có gì đâu. Bọn nó đâu hết rồi nhảy ra bắt vài đứa ăn cho nhanh các bạn ạ. Em làm sập cả một cái ấy rồi. Em cũng muốn được đi ăn mọi người. Nhưng mà chắc phải mua quá trời lắm. Đâu, có đứa nào đâu. Đại ca đây, đây, đại ca to nhất ở đây, đây. Thằng này đang làm gì đây, lùi thúi đây, đây.
Cái gì vậy, lùi húi ăn được lại. Xem bọn nó nắng gì đang phải ăn đất. À quá, tha em đi. À tha em. À thằng này ăn gà hả? Đại ca đây này. Chào đại ca chưa? Chào chưa? Chào chưa? Sao không chào? Chứ có chào không? Có chào không? Đó, ném bắt vào tường. Ngất luôn. Ngất trên nền đất luôn. Chào đại ca chưa? À. À nó đấm về cái này. À. Vứt. Vứt xuống dưới đáy xã hội luôn. Bên Quý Thành ăn cho nhiều vô. Khổng lồ luôn, bảo vệ em. Đại ca ở đây. À thằng kia to to rồi đấy. Ăn cái nhà xong rồi bây giờ ra đi ăn mấy đứa khác các bạn lại vui hơn. À ốc cũng to phết kìa. Ừ, ốc tận ăn được 1000 ấy. Nhưng mà ốc không được ăn. Ấy, bọn nó còn ném nhau kìa. Kìa nhìn kìa. Anh ơi, bạn áo vàng đang bị bạn kia bắt nạt. Mau ăn thằng ISO player để bảo vệ bạn áo vàng đi. Đấy cái thằng đấy, đúng rồi. Bắt nó. Đúng rồi, nó dám bắt nạt bạn ISO lấy gọi là cậy to bắt nạt bé à. Cứu em anh ơi. Cứu em anh ơi à. Cứu em. Chùm. À. Kìa, nó đang ném đất kìa. Thằng cái to. Ăn thằng này mình đỡ phải ăn nhiều. Ồ to quá ông ơi. Anh to quá. Anh to quá. Thằng kia hốt luôn. Hai mấy đứa này bé teo. Vứt hết rồi. Anh bị Ủa anh nhổ được cả cây à bên Quý Thành. Ôi giời, anh nhổ được hết mà không. Nhìn này nhưng mà em hết rồi bụng. Ê đứa nào ném em ơi. Bên Quý Thành ném em không. Không, anh đang ăn đất mà. Gì đây? Vứt ốc. Cái gì đây? Trời ơi, nghẹo cổ rồi. Thằng này ném đúng không? Ăn. Đứa nào ném? Thằng này nó định nhân lúc em ngất xỉu ném em bên Quý Thành ạ. À. Đấy, bị nó ném đây. Đầu đang bị ném đầu nguyện bên này luôn mà. Đứa ném bên đâu? Cái giờ đấy đứng lên bạn ốc anh ngất rồi, ngất rồi. Anh như này đây nó dẫm lên cả ốc bên này. Đâu, đứa nào dẫm em? Nó đúng không? Đúng rồi. Đây, anh bắt nó cho em rồi. Vứt ra ngoài thế giới. Đúng rồi, vứt nó. Đây anh ném nó ra đấy cho em báo thù. Đây ném nó đi. Báo thù kiểu gì? Ui. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên người, nhảy lên người. Ăn cả cái cây luôn rồi. Nó khóc rồi, bê Quý Thành ơi, nó tủi thân. Thằng này. Nó ném em lại, ném em kìa. Thằng này ném mình cay lắm rồi đấy, từ đấy giờ. Thích không? Thích ném không? Thích không? Đại ca ở đây đừng có đùa. Ôi chết rồi anh ơi. Nó ném em bây giờ em gắn cả đất vào cổ. Ăn đi. Không ăn được, nó ném đấy vào cổ. Ông dính đất vào cổ. Thằng rồi. Mau lên đây, cái đòi lại công bằng cho em. Thằng kia nó ném ác liệt quá. Thằng này ném em đúng không? Đúng rồi, thằng tai mà nhìn như thiên thần đấy. Biết là ốc của em bên đấy không? Chứ đấy ông nào? Sắp hẹo rồi các bạn ơi. Chết rồi, bị các bạn kia bắt nạt, ông sắp hẹo rồi. Thằng Milo đây, chào anh chưa? Chào anh ạ, xin ra mạng đi. Xin ra mạng đi. Các bạn ơi, mình rớt mạng rồi. Rớt mạng thật rồi. Ông rớt mạng luôn rồi các bạn. Ông rớt mạng rồi, bye bye các bạn nha. Ờ, ông bye bye nha. Thì anh bá chủ ở đây rồi các bạn ạ. Mấy đứa này. Tớ sang máy Bên Quý Thành chơi. Này, thấy chưa? Gì cơ? Ây à, ui giời ơi, nhìn này. Này, ăn luôn nó luôn. Ăn luôn nha. Ăn luôn đi, đáng đời. À, nó vừa nãy là nó ném em đó. Nó ném em à? Đúng rồi, nó hay ném đất phải em đấy. Nhìn thấy chưa, máy ốc bây giờ giật tung mù rồi các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, thực ra là bây giờ mình là bá chủ ở đây rồi, không ai mạnh như mình đâu. Cho thằng này nó ăn chán đi, xong mình ra ăn thịt nó. À thằng nốp à? Thằng nốp. Ăn làm gì em? Xin tha mạng đi. Ăn. Ôi kinh quá. Rồi ok, anh rất to rồi các bạn ạ. Anh nên bán đi. Anh nên nâng cấp phát nữa. Anh còn to được nữa đấy các bạn ạ. Anh bây giờ cực to rồi. Anh to bằng cái tháp canh kia không? Ăn cả cái tháp canh còn được cái gì chứ. Ui, bên Quý Thành bốc một phát nó thành một cái hố to luôn mà. Thấy chưa? Thấy sức mạnh của anh chưa? Nhìn đấy, nhổ cả nhà lên được rồi. À đây, mấy đứa kia ăn mấy đứa kia nhanh kìa. Không. Đấy, đứa nào ném đất vào anh ấy. Thằng này ném ấy. À, thằng này. Thằng này ném này. Biết đại ca đây không? Ha. À, ném mấy Quý Thành này. Ném ăn luôn. Tối đa rồi các bạn ạ. Không ăn được nữa, ném bỏ. Nó lại
đấy ném. Mấy thằng bé ti này nó ném. Mấy thằng liều tiều này ném. Cay là nó không làm gì nữa anh ạ. Rồi ok, xem thằng nó cân một cái thương nữa không các bạn ạ. Hết tiền rồi các bạn ơi. Hết tiền rồi. Tỏ lắm rồi. Ôi trời ơi. Ôi, ném quả đất nửa cây máu ở đó mà. Ném gần chết mà. Ờ, bây giờ mình ném đi các bạn ạ. Đất mình to mà mình ném bây giờ các bạn ạ. Ôi. Nó đi rồi đây, nó hy sinh rồi các bạn. Đi rồi. À, thằng này. Thằng này tiếp diêu này nữa. Tiếp diêu khó ném lắm nha. Ờ, nó bé các bạn ừ. ạ. Nào, anh khắc căn được khoảng cách. Solo. Không căn được đâu, mình ném tầm xa lắm. Ừ, mình ném xa hơn các bạn ạ. Anh ăn thịt nó luôn. Không ăn thịt đâu. Cầm nó đi rồi. Cả cái map này chống lại Baby Thành luôn. Ném ra ngoài thế giới kìa. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay các bạn thấy ai là bá chủ chưa? Baby Thành gọi là to như cái nhà luôn đây này. Đấy. Anh gọi là có thể nâng cấp được nữa nhưng mà thôi các bạn ạ, anh oách quá rồi bây giờ. Anh Baby Thành là kẻ phản diện trong game ấy. Kẻ phản diện mạnh nhất đấy. To như cái nhà luôn, cực khó chịu. Cười thật sự. Cực khó chịu luôn đấy. Rồi bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn video sau. Và các bạn có thể vào chơi trò này với các bạn của các bạn để xem là ai là người to nhất. Còn Bình Thành ở đây là bá cháy rồi. Bye bye nha. Úi giời, ném sập vào dòng sông. Bye bye.